lấy con dao này em ơi. Lấy về đem con dao nào. Lấy về đem con dao để xé bao nào.
Anh, cất đồ em cái. Để về chú Tâm con. Mới cho hai con bỏ đá. Ông Son ơi, để phụ ông Son cái đi hay lá đi được lấy cái ni lên ngồi vào đây. Tại cột cho con đôi nhà cần vậy này. Thôi được rồi, cho ngọn suối này nó còn còn mát. Cô có sẻ thế không? Làm cái hai ba cái đấy cơ mà. Cô khai chế lấy cái rể cái rể tầm cơ. Ôi vui lắm rồi nha.
bọn cái này càng đông. Rồi bây giờ phải con đi về phải cốt con để con ra không? Ngon ngon chứ nó, dầm một ngon ngon như thế.
mấy cái là mấy gần. Tóp cho hai cái cây này tóp. Thank you.